chiến dịch giúp Nga thu giữ tên lửa hành trình Storm Shadow giữa làn đạn. Các lãnh đạo NATO sẽ thảo luận gì tại thượng đỉnh Vilnius? Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Quan chức Nga cho biết, lực lượng nước này đã thu được tên lửa hành trình Storm Shadow gần như nguyên vẹn và ngay lập tức chuyển cho một tập đoàn quốc phòng để nghiên cứu. Chiến dịch 2 ngày nhằm thu giữ tên lửa hành trình Storm Shadow đã hoàn thành. Ông Dmitry Rogozin, lãnh đạo nhóm cố vấn quân sự Sói Sao Hoàng của Nga, cho biết hôm 6 tháng 7 năm 2023. Ông Dmitry Rogozin cho hay, Nga triển khai biệt đội thu hồi tên lửa hành trình Storm Shadow sau khi nó rơi xuống trong trạng thái gần như còn nguyên vẹn. Vị này cũng cho biết thêm rằng, tên lửa Storm Shadow sử dụng linh kiện điện tử cấp cao và chịu được lực va chạm mạnh khi rơi. Ông Dmitry Rogozin cho hay, sau khi phát hiện tên lửa, quân đội Nga ngay lập tức triển khai biệt đội đặc nhiệm để thu hồi tên lửa hành trình Storm Shadow. Do đây là vũ khí cực quan trọng nên đối phương sẽ tìm cách thu hồi hoặc phá hủy, vì vậy việc thu hồi trở nên đặc biệt khó khăn. Mặt khác, vị trí tên lửa rơi lại nằm trong vùng chiến sự nên nhiệm vụ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Các thành viên đặc nhiệm đi thu tên lửa này phải thực hiện hoạt động này giữa làn đạn pháo không ngừng của đối phương, quan chức Nga nói. Truyền hình Nga sau đó công bố hình ảnh từ tên lửa Storm Shadow còn gần như nguyên vẹn. Thông tin ban đầu cho biết video được ghi hình tại tỉnh Zaporizhia. Quả đạn chỉ bị hư hại một phần, quỹ đạo rơi rất thẳng và gần như nó hạ cánh xuống đất, ông Dmitry Rogozin nói. Các kỹ thuật viên đã tháo rời tên lửa thành nhiều bộ phận ngay trên chiến trường và cho vào xe tải để dễ vận chuyển hơn. Hãng tin DIA Novosti dẫn nguồn giấu tên trong lực lượng Nga cho biết tên lửa Storm Shadow đang trang bị bộ phát tín hiệu nhận định vệ tinh GPS để có thể lần theo dấu vết và thu hồi nếu tên lửa bị trục trặc kỹ thuật rơi xuống đất. Dù đã tắt thiết bị định vị, nhưng chúng tôi gần như không ngủ trong suốt 2 ngày áp tải quả đạn về hậu tuyến. Lực lượng thu hồi phải di chuyển liên tục, thậm chí nổ súng giao tranh khi một nhóm thám báo đối phương tìm cách chặn đoàn xe vận chuyển, trang RIA Novosti dẫn nguồn cho biết thêm. Chưa thể xác định nguyên nhân quả đạn bị rơi, cũng như liệu đó có phải là lần đầu Nga lấy được tên lửa hành trình Storm Shadow hoàn chỉnh hay không. Nhưng giới chuyên gia quân sự phương Tây cho hay, đây là lần đầu Moscow công bố thông tin về hoạt động thu giữ loại tên lửa này. Nga có thể mổ xẻ về khả năng tàn hình của Storm Shadow, vật liệu tạo ra tên lửa, các thiết kế bên trong, động cơ, cấu tạo đầu đạn và quan trọng nhất là hệ thống nhắm mục tiêu. Thông tin thu thập được từ tên lửa có thể giúp Nga hiểu rõ hơn về khả năng tấn công nhằm mục tiêu phát hiện ra điểm yếu trong tên lửa phương Tây. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các vũ khí thu được của quân đội Ukraine đều được các kỹ sư và nhà khoa học nước này tập trung nghiên cứu. Tất nhiên rồi, các vũ khí, chiến lợi phẩm thu được của Ukraine đang được các nhà khoa học và kỹ sư vũ khí của chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ trưởng Shoigu nói. Chúng tôi nghiên cứu số chiến lợi phẩm này dựa trên hai khía cạnh. Đầu tiên, các kỹ sư và các nhà khoa học Nga sẽ đề xuất những phương pháp và vũ khí có thể chống lại chúng trên chiến trường, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm ra các điểm yếu trong vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine, Bộ trưởng Shoigu kết luận. Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO sẽ gặp nhau tại Vilnius, Lithuania từ ngày 11 đến 12 tháng 7 để thảo luận một số vấn đề cấp bách hiện nay, trong đó có tư cách thành viên của Ukraine. Theo Reuters, đây là lần thứ tư NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Trong đó, lần họp đầu tiên của khối này diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 25 tháng 2, chỉ một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau đó là các cuộc họp tại Brussels, Bỉ và Madrid, Tây Ban Nha. Các biện pháp an ninh tại Vilnius sẽ được thắt chặt. Đây là hội nghị thượng đỉnh NATO đầu tiên có triển khai 3 hệ thống phòng không Patriot của Đức để bảo vệ địa điểm tổ chức. Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu bổ sung cũng sẽ tuần tra trên bầu trời Lithuania. Dưới đây là các vấn đề do Reuters liệt kê dự kiến sẽ được thảo luận tại Vilnius. Tư cách thành viên của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay sẽ chứng kiến cách NATO xác định mối quan hệ trong tương lai với Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục hối thúc khối quân sự này gửi lời mời Kiev tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nêu rõ rằng Ukraine không thể trở thành thành viên trong khi cuộc xung đột vẫn đang diễn ra và hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ không đưa ra lời mời chính thức nào dành cho Kiev.
Bên cạnh đó, các nước thành viên NATO cũng đang bị chia rẽ về việc Ukraine nên được nhanh chóng gia nhập khối như thế nào khi cuộc chiến kết thúc. Trong khi các nước Đông Âu cho rằng hội nghị lần này nên đưa ra một lộ trình với Ukraine, thì Mỹ và Đức tỏ ra cảnh giác với bất kỳ động thái nào đưa NATO tiến gần hơn đến cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Trước thềm thượng đỉnh Vilnius, nhiều quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Anh về việc cho phép Ukraine bỏ qua kế hoạch hành động thành viên MAP, vốn đặt ra các mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự mà các ứng cử viên NATO phải đạt được trước khi gia nhập khối. Với động thái này, NATO có thể giải quyết vấn đề vượt ngoài tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào năm 2008 và Ukraine có thể trở thành thành viên chính thức trong khi khối không cần đưa ra lời mời hoặc thời gian biểu thực sự. Đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh mà Ukraine sẽ nhận được sau khi cuộc chiến kết thúc, mặc dù những cam kết này sẽ là cam kết song phương và không phải do chính khối đưa ra. Các cam kết có thể bao gồm lời hứa tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine để ngăn chặn Nga tiến hành cuộc chiến mới. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, theo Điều 5 của Hiệp ước Washington, NATO sẽ chỉ cung cấp các đảm bảo an ninh đầy đủ cho các quốc gia thành viên của khối. Củng cố sườn đông NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay, các lãnh đạo sẽ xem xét các kế hoạch phòng thủ đầu tiên mà khối đã vạch ra kể từ sau chiến tranh lạnh, bao gồm cách NATO sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công của Nga. Khối sẽ hướng dẫn cho các quốc gia thành viên về cách thức nâng cấp lực lượng và hậu cần. NATO cũng sẽ nâng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Ukraine đang tiêu thụ nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây. Kho vũ khí của đồng minh phương Tây được cho là đã cạn kiệt nghiêm trọng sau hơn một năm bùng nổ xung đột. Bên cạnh đó, các đồng minh sẽ nhắm đến việc thực hiện các mục tiêu từng được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào năm 2022 về việc đặt hơn 300.000 quân trong tình trạng báo động cao, tăng so với 40.000 trước đây để đề phòng Nga. Tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển. NATO đang vướng vào việc chào đón Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của khối tại Vilnius, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ngăn cản tiến trình gia nhập của Stockholm. Các quốc gia đồng minh hy vọng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thay đổi lập trường tại thượng đỉnh lần này, nhưng không chắc chắn liệu điều này có xảy ra hay không. Ankara cáo buộc Stockholm chứa chấp các nhóm chiến binh mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố, đồng thời tuyên bố rằng nước này phải chấn áp các nhóm đó trước khi có thể gia nhập NATO. Tăng mục tiêu chi tiêu quân sự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg muốn đặt mục tiêu chi tiêu quân sự hiện tại của NATO là 2% GDP quốc gia thành một yêu cầu tối thiểu hơn là một mục tiêu để hướng tới. Tuy nhiên, trong năm 2022, chưa đến 1/4 trong số 30 quốc gia thành viên đạt được mục tiêu này, theo ước tính do NATO công bố hồi tháng 3 năm nay. Năm 2014, các lãnh đạo NATO nhất trí về việc tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP trong vòng một thập niên. Báo cáo hàng năm của NATO cho thấy Hy Lạp, Mỹ, Lithuania, Ba Lan, Anh, Estonia và Latvia đã đạt được các mục tiêu. Trong khi đó, Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg là những quốc gia có chi tiêu quân sự dưới 1,2% GDP. Đến đây, 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.